Anh chị đi đi ở đây đã bao lâu rồi? Ở về hồi đó thì ở bên dẫn kia rồi sao mà được được hai năm rồi. Dạ, năm rồi. Anh chị sống bằng nghề gì? Dạ đi làm mướn à. Giá công vườn rồi cho người ta không à. Vậy hả? Ngày nhiêu? Thì làm khi theo nước nước cạn á thì ngày 100 trong ngoài á, còn như bữa nào không thuận nước á thì mình có mận được con mũi cũng vài chục ngàn, 100 ngàn chứ. Đất này đất của ai? Dạ đất của bà già. Để bà lại cho anh chị, bà già anh để cho được cái nền nhà. Dạ. Thì ra đây cũng ấp cùng một ấp nữa kia. Dạ, ấp Mỹ Huệ. Ấp Mỹ Huệ. Xã Nhân Mỹ. Nhân Mỹ. Dạ. Huyện Mỹ Tú, huyện Cái Sắt, nha, tỉnh Sóc Trăng. Dạ. À, xin lỗi anh tên gì? Dạ, Trần Minh Kỳ. Trần Minh Kỳ chị. Dạ, Trần Thị Ngọc Nhung. Dạ, anh chị được mấy người con? Dạ, hai đứa. Nhỏ gái lớn con học lớp 12 vậy. Dạ. Lớn học với con, mới ước học làm gì? Dạ. Học ngành gì? Nữa con cũng kiểu muốn làm ở trong công ty, ở trong văn phòng đó. Nhưng mà cũng chỉ là thư ký hả? Khi thi khối khối B. Mới mốt là khi thôi khối B, khối A, khối B, khối C thì con thích cái gì á. Cha chào cha. Chào cha sinh hôm nay là cái nhà để làm mấy cái? Dạ xin tất cả là ba cái. Dạ. Dạ, ba cái nhà. Em cũng xin giúp cho anh chị đây. Dạ. Yeah. Cho anh chị có được cái mái nhà nó lành lặn để mà nuôi con. Anh chị đó. Ước mơ gì? Ước mơ gì? Dạ dạ cũng ước mơ gì nữa, dạ có được cái nhà thì cũng mừng rồi, cho con kính đáo rồi. Chứ là cho con gán ra đi làm, cho con ăn học tới nơi tới chốn. À, ước mơ cái nhà ha, dạ. Như nắng kem mưa, rồi dạ. Cho mơ sơ vô cái nhà coi sao. Dạ. Học. Lo giờ dạ. Không vừa không có đất chân lo cho mở điện không, mở điện. Mở đèn. Mở đèn nó hơi tối. Dạ. Đó, cái nhà rách nát nhà lá, bây giờ đang phải che tấm nhựa. Dạ, mưa nó dột. Ở trong kia có mở đèn được không? Dạ, được. Không mở luôn anh. Anh chị đây, dạ. Nhà này được mấy năm rồi, mấy năm? À, 2 năm. Mưa rồi, giờ nó như con chuột khoét đồ rồi, đúng lỗ rồi, nó mưa có là dột. Dạ. Mưa dột. Lâu thì lá thì nó phải vậy rồi, cây rồi nó còn tốt không? Cây nó có bị gì vậy? Cây bây giờ chè non nó mọt không bây giờ, mọt cái quấn. Dạ. Quấn chạy mọt quá chạy đổ rồi, giờ quấn bọc cái quấn lại đặng cho nó ứ lại chứ để đổ xuống quá trời. Quấn mấy cái quấn cây lại. Quấn cây lại đừng cho mọt nè, nó đổ rồi đó vậy. Ăn lụt giấy con lấy còn chung rồi. Ăn lụt giấy luôn. Dạ. Dạ, nó quấn sát nó cắn lủng bọc luôn á, xì mọt ra. Mọt nó ăn lụt. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2017. Là sơ cơ đã đi khảo sát căn nhà này, căn nhà thứ hai của anh Kỳ và chị Nhung. Căn nhà rất tội nghiệp. Trời đó bây giờ còn kính để hồi đó là ở là thấy tối ngủ thấy ông trăng hết trơn. Thấy sao thấy 10 sao dạ, thấy khách sạn 10 sao ở đây ngàn sao không? Ngàn sao, sao, dạ. Ngàn sao. Rồi thấy được. Rồi, rồi. Các cũng có đâu có tiền đâu rồi. Phòng ngủ gì cũng che bằng những cái tấm bạc thôi, cũng dạ. Chẳng có dạ, gì. Đơn sơ vậy thôi. Đó, đơn sơ vậy đó. Rồi người gì cho cây với người cho có cây có lá rồi làm.